Xin chào bạn, hôm nay thì Hùng xin được phép làm hoàng tử bóng đêm để khám phá Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá nha các bạn. Và người bạn của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay chính là mẫu Vespa GTS 300 Note. Đây là một phiên bản đặc biệt kỷ niệm. Và nó đặc biệt ở những điểm nào thì ngay bây giờ chúng ta hãy điểm qua một chút nhé. Đầu tiên chính là một màu sơn đen. Màu sơn đen này Vespa đã đặt tên cho là từ Note, trong tiếng Ý có nghĩa là bóng đêm. Vâng, nhìn giống bóng đêm không ạ? Nước sơn màu đen này, gương chiếu hậu cũng được sơn đen bóng này, ốp viền đèn cũng màu đen này, rồi vâng đây chi tiết này cũng được sơn màu đen, và ngay cả chiếc còi phía trong cũng được sơn đen. Vâng, đèn tất ạ. Đó, các bạn có thể thấy mâm xe cũng được sơn đen, được không ạ? Có lẽ nếu mà nhìn trên xe như này thì còn mỗi mấy chi tiết như là tay phanh, chóa đèn, rồi mấy ốp đèn này là còn màu trắng mà thôi. Và chúng ta sẽ tiếp tục sang bên thân xe xem đen ở những điểm nào nữa nhé các bạn. Và hoàng tử bóng đêm của chúng ta đây ạ, ngay cả chiếc để chân cũng sơn màu đen, được không ạ? Màu đen là sự huyền bí. Và Vespa luôn là vậy, họ luôn tìm ra những cái điểm rất là đặc biệt. Mặc dù những thay đổi không quá nhiều đâu, nhưng mà nó cũng tạo thêm những cái điểm khác biệt, và nó mang lại thêm cái giá trị văn hóa và một cái phong cách rất là riêng. Ngày chiếc yên này cũng vậy ạ, những vân dập nổi. Nhắc tới Vespa là nhắc tới văn hóa, nhắc tới Vespa là nhắc tới nghệ thuật. Nó không đơn thuần chỉ là chiếc xe, mà Vespa luôn biết cách làm đẹp, tạo thêm cái cá tính riêng cho cái sản phẩm của mình. Và ngay cả chiếc tay nắm đây cũng được sơn màu đen, thưa các bạn. Đen hết. Và có lẽ là nếu như Hùng sẽ sơn đen khuôn mặt của mình, sơn màu da của mình màu đen, thì chắc chắn rồi, nó sẽ rất hài hòa và phải nói là cực kỳ hợp với chiếc xe này. Và ngay bây giờ thì không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng đi cà phê sữa đá với Hùng nhé. Đầu tiên để xem hôm nay mình có gì nhỉ. Rồi, ok, mình sẽ phải lấy mũ bảo hiểm ra trước, khóa điện, bấm vào đây, mở cốp điện nha các bạn, mở lên. Một chiếc cốp chỉ vừa đủ để một chiếc mũ bảo hiểm và một chiếc ví, qua vừa cấp visa với cả thẻ visa để hôm nay vào Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá, rất công khai và minh bạch. Và thưa các bạn, cuốn sách đổi đời, vâng, tối qua vừa đọc cuốn sách này, hôm nay đổi đời luôn, nhận được ngay Vespa GTS 300 nha các bạn. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem mẫu xe này đi trong phố như thế nào. Nhưng trước khi đi trong phố thì mình phải xác định cái mục đích thiết kế của mẫu xe này. GTS, ai cũng biết rằng đấy là Gran Turismo, một mẫu xe thể thao đường trường. Nó sẽ thích hợp đường trường hơn, bởi vì khối cái động cơ lớn này và cách thiết kế của xe nó sẽ phù hợp đi trên những cái đường dài hơn rất nhiều. Nhưng hôm nay chắc là chúng ta sẽ đi phố xem nào. Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá các bạn ạ. Mà nếu như các bạn biết quán nào cà phê hay hay ở Sài Gòn mà nó phù hợp theo kiểu bóng đêm một chút thì hãy chia sẻ cho Hùng nha các bạn. Lâu lâu cũng đi xe máy, lâu lâu review xe máy xem như thế nào, cảm xúc nó có giống ô tô không. Rồi anh em ơi, Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá với Vespa GTS 300 Note nha các bạn. Rồi, phải nói là đi một mẫu xe bóng đêm, và phong cách bóng đêm trông hình nó cũng bóng dâm hẳn. Anh em, bóng đêm, bóng dâm hơi nguy hiểm. Thực ra thì với một cái mẫu xe như thế này thì việc đi chậm của nó không phải là một lợi thế, bởi vì động cơ tới 278,3cc và khá lớn. Cái việc làm mát thì đương nhiên rồi, chắc chắn phải làm mát bằng dung dịch, và nó tản nhiệt qua hai cái khe này. Thì khi mà chúng ta đi chậm quá thì thực sự mà nói cái hiệu quả tản nhiệt nó không tốt. Chính vì vậy là cảm thấy là khá là nóng với cái đôi chân của mình. Và nếu như mà mặc quần sóc thì rất có thể tôi sẽ bị trụi lông sau một thời gian. Nhưng ở Hà Nội, vâng, Hà Nội đang vào đông thì lại được sưởi ấm các bạn ạ. Và thực sự là đi mẫu xe này, nếu như bạn chở hai người, bạn chở bạn gái, bạn chở người thân thì hãy cẩn thận, bởi vì nếu như ui đó.
nếu như bạn chỉ cần ga thấp như thế này thôi thì có thể bạn quay lại sẽ không thấy người thân ở đâu. Hãy cẩn thận nhé các bạn. Thực ra với cái mẫu xe Vespa thời gian gần đây thì họ đã cải tiến kỹ thuật khá nhiều. Ví dụ như cái việc chúng ta sẽ không được thưởng thức những cái động cơ nó, khi để động cơ nó làm cái phanh đấy rồi đi nó nghe pè 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 nữa thì không, mà bây giờ nó rất êm. Ra động cơ thế hệ mới của Piaggio phải nói là tương đối tốt. Tất nhiên với một mẫu xe như thế này thì cái dung tích động cơ nó khá lớn, nó tới 278,3 và ngựa thì nó khoảng 21 con ngựa. 21 con ngựa kéo chiếc xe này 160 kg thì cũng thoải mái. Nói chung có cảm giác giống PKL, vâng, phân khối lớn. Đi chậm thì êm phết. Thực ra cái hệ thống treo của các cái dòng xe Vespa như là Medley mà mình đã đi các hành trình rất nhiều, và từ 24 giờ, từ chạy liên tục 24 giờ cho đến thử thách nhiên liệu rồi phá ở trên đường xấu, đường cực xấu, thì phải nói là cái hệ thống treo cũng như cái hệ thống phanh của nó khá tốt. Bây giờ thì tất cả các mẫu xe của Piaggio đều đã được trang bị hệ thống phanh ABS, cho nên nếu như ga như này thì nó rất là yên tâm. Và cái độ cân bằng của nó khá tốt. Thưa các bạn, với một mẫu xe có kích thước và trọng lượng cũng tương đối nặng như GTS 300 thì với Hùng thì cũng thấy bình thường. Việc điều khiển đi tốc độ chậm thì nó không phải là quá khó. Với mẫu xe to thì cũng nên là người có kích thước to to một chút. Body thì yên tâm rồi, body này hơi chuẩn, bụng hẳn một múi luôn. Ngày xưa là 6 múi, bây giờ tối ưu còn một múi. Và các bạn có thấy không, đấy, trông hợp với xe phết đấy. Có khi còn hợp hơn với ô tô. Và thực ra đi trong phố đi tốc độ chậm như thế này, phải nói là hệ thống sưởi cho tôi hoạt động cực kỳ hiệu quả. Đấy là hệ thống làm mát ạ. Hệ thống làm mát của xe, gió thổi vù vù, quạt kêu do do và hơi nóng. Hơi nóng như lò sưởi. Có lẽ Vespa đã đặt tên cho mẫu xe này quả không sai, Gran Turismo, mẫu xe thể thao đường trường. Và bây giờ tôi sẽ thoát khỏi cái cảnh tắc, chật chội, còi, mềm. Chán lắm rồi. Thôi, đổi, thoát khỏi quận 1. Bây giờ mình sẽ ra cái đường nào rộng hơn một chút. Đi thôi. Vâng, ra đường thông hè thoáng này thì mới là sở trường của GTS 300 Note. Ga này nhìn các bạn có thể thấy này. Lợi thế của mẫu xe có công suất lớn là quá mượt luôn. Thưa các bạn, thực sự mình rất thích cái khả năng tăng tốc của GTS 300 từ 0 đến khoảng 6-70. Và thưa các bạn, bây giờ hoàng tử bóng râm Hùng và hoàng tử bóng đêm GTS 300 Note đang đi trên con đường thoáng hơn. Chưa phải thực sự là đường trường nhưng mà có thể chạy ở 40-50 trên một quãng đường dài. Và ở cái tốc độ như thế này thì hoàng tử bóng đêm mới thực sự là hoàng tử bóng đêm. Và nó êm, bóng đêm và rất êm. Gọi là hoàng tử bóng đêm và hoàng tử rất êm. Đi phải nói rất êm luôn. Treo tốt, ga mượt. Tôi nghĩ là Piaggio bây giờ làm xe hay đến như vậy. Thưa các bạn, đối với GTS 300 Note như thế này thì sau thời gian dài sử dụng 1, 2, 3, 4, 5 năm thì cái chi phí bảo dưỡng rồi chi phí về xăng cộ như thế nào chi tiết thì các bạn có thể vui lòng chia sẻ với Hùng bên dưới clip nhé. Hãy vui lòng chia sẻ thật nhiều để những anh em khác có thêm thông tin tham khảo. Vâng. Núp bóng vượt lên. Đối với những cái mẫu xe công suất lớn như thế này thì các cái cú vượt thì quá đơn giản luôn. Và như Hùng đã nói thì chúng ta vượt vừa thôi, ga vừa thôi. Bởi vì rất có thể nếu mà tăng ga nhanh quá thì đi một đoạn là không thấy người bạn ngồi phía sau ở đâu đâu. Nằm ở đường ở đâu đấy đấy. Thực sự là như vậy, nên hãy cẩn thận. Vượt như thế này.
tôi thốc như này là lên luôn, không trễ tí nào, quá trễ đâu. Các bạn với những cái dòng xe như của Vespa thì luôn đề cao những cái cá tính của nhân vật, cái phong cách rất là riêng. Thì để sở hữu nó có lẽ chúng ta cũng phải dành những cái tình yêu đặc biệt. Và đương nhiên rồi, với những tình yêu đặc biệt thì những cái vấn đề như hơi nóng một chút, hơi ấm một chút, hoặc là việc bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc liên tục thường xuyên thì cái đấy cũng điều là rất cần thiết của bền tại người. Thưa các bạn, chắc chắn là vậy rồi. Rồi, bây giờ thì đã về tới trung tâm Sài Gòn và thực sự hôm nay Hùng quá dại dột luôn, quá mải mê với Hoàng Tử Bóng Đêm cho nên là quên mang mất cái bộ gá để gá cái điện thoại, vừa sạc vừa tìm đường. Cho nên làm vòng đi tìm cà phê sữa đá Sài Gòn từ quận 1 sang quận 7 qua Nguyễn Văn Linh bụi mù đi, rồi mới về được đến trung tâm. Thì bây giờ có lẽ là những cái khoảnh khắc với GTS 300 cũng đã có được những cái trải nghiệm ban đầu đối với Hùng, những cái cảm nhận. Thực sự mà nói có lẽ cái mẫu xe này nó sẽ phát huy hết những cái công suất của nó trên đường trường thì mình nghĩ là nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Còn bây giờ thì thôi vào đây, vào cà phê CL, góc cà phê quen thuộc. Vâng, làm đi cà phê trước khi bay về Hà Nội thôi, còn xe cứ để lại đây nhá, để lại đây. Vâng, chìa khóa để đây, vào uống cà phê thôi. Và thay cho lời kết của chương trình thì Hùng xin chúc các bạn có những cái thời gian vui vẻ bên gia đình. Và chắc chắn rồi, luôn an toàn trên những cái hành trình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Đừng quên like, share and comment nha các bạn.